Xuân Nghị được khán giả biết đến là một diễn viên hài kịch tại sân khấu kịch Hồng Vân. Bằng lối diễn xuất thành công trong tạo hình tính cách khờ khạo, nhút nhát mang chút láo táo đã mang đến nhiều tiếng cười thích thú cho khán giả. Bên cạnh đó, nam diễn viên còn xử lý tình huống rất thông minh, nhấn nhá câu chữ và phát âm chuẩn giọng các vùng miền một cách vô cùng duyên dáng. Nhờ duyên nghề như vậy, anh rất được lòng khán giả hâm mộ và trở thành hình mẫu khiến nhiều đồng nghiệp trẻ ngưỡng mộ. Sau bộ phim Khúc Hát Mặt Trời, anh đã trở thành diễn viên có tên tuổi khá quen thuộc với khán giả kịch nói. Bộ phim thậm chí còn gây chú ý kể từ khi chưa bấm máy, và đặc biệt hơn cả là nhân vật chiếm sóng trên nhiều mặt báo lúc ấy lại là vai diễn phụ của nam diễn viên Xuân Nghị. Xuân Nghị rất nhiều lần hóa thân thành các hình tượng nhân vật hoàn toàn mới mẻ. Anh đã dần thể hiện được tài năng thiên bẩm về diễn xuất. Mới đây, anh hé lộ bản thân đang tham gia dự án phim mới với tựa đề Hậu Duệ Của Biển, một bộ phim xoay quanh cuộc sống của người dân làng chài cực kỳ mộc mạc với nhiều hoạt cảnh chân thật nhất. Trong bộ phim này, nam chính Xuân Nghị đã nỗ lực hết sức để thay đổi thành một hình tượng hoàn toàn mới mẻ, trưởng thành, sâu sắc qua nhiều diễn biến tâm lý phức tạp. Mặc dù trong quá trình quay, cả nam diễn viên và đoàn phim nhiều lần bị say sóng đến xanh mặt, nhưng nam diễn viên vẫn lột tả được một cách chân thật và trọn vẹn nhất tâm lý của nhân vật. Em biết không, mỗi lần mà tụi anh đi biển á, chỉ cần nhìn ngọn hải đăng này là tụi anh biết đường về nhà. Ngọn hải đăng nhìn từ xa giống như là một mặt trời riêng của làng chài vậy á. Con đi xa bờ với ba từ năm 16 tuổi rồi, ba dặn cái gì là con nhớ hết á. Hả lưới trên cái thuyền này. Mày làm cái gì? Mày tao là thuyền trưởng. Không, không, không được. Tao có quyền quyết định, ai theo được thì theo, còn ai muốn về tự bơi vô bờ đi. Mạnh, kéo lưới lên chưa? Lưới lên xuống biển rồi. Nam diễn viên Xuân Nghị cũng chia sẻ rằng, ở hình tượng nam chính này anh gần như phải bỏ hết những nét tính cách và sự hài hước trong lối diễn trước đây để biến hóa thành một nhân vật tâm lý, trưởng thành. Tuy rất khó và mất nhiều thời gian để luyện tập, nhưng đến cuối cùng anh vẫn chiến thắng và chinh phục được đạo diễn khó tính và cả những khán giả kén phim nhất. Bộ phim Hậu Duệ Của Biển sẽ được ra mắt vào ngày 28 tháng 5 năm 2021. Bạn hãy đón đợi sự xuất hiện ngoạn mục của Xuân Nghị nhé!